Thực sự đây là một tin rất mừng cho người Mỹ, tất cả người Mỹ sẽ được tiêm vaccine vào năm sau. Đó là lời của tiến sĩ Anthony Fauci. Ông rất lạc quan rằng là vaccine đã có vào khoảng cuối năm nay và đến năm sau thì những người Mỹ có nhu cầu sẽ được tiêm vaccine. Vừa qua thì tiến sĩ Anthony Fauci, ông cho biết rằng ông tự tin đầu năm tới sẽ có vaccine. Theo hãng thông tấn AP đưa tin, tôi rất lạc quan rằng khoảng cuối năm nay cho đến đầu năm sau chúng ta sẽ được tiêm vaccine và tôi không nghĩ rằng nó đang mơ hồ. Tôi tin rằng điều đó sẽ thành hiện thực và tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, ông cho biết như vậy. Ông Fauci cũng tiết lộ với các nhà lập pháp rằng đã có khoảng là 250.000 người Mỹ tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng. Theo lệnh của Nhà Trắng thì các cơ quan y tế liên bang và Bộ Quốc phòng đang thực hiện kế hoạch mang tên chiến dịch Squad Speed để mà cung cấp 300 triệu liều vaccine cho người dân. Điều xảy ra sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã xác định một hoặc là nhiều loại vaccine có được là cho an toàn và thực sự là rất hiệu quả. Hiện là một số loại vaccine tiềm năng đang trong quá trình thử nghiệm. Ông Fauci cho biết rằng đứng đầu danh sách được tiêm vaccine sẽ là những nhóm người dễ bị tổn thương như là nhân viên y tế, nhóm người lớn tuổi có bệnh nền. Và sau một khoảng thời gian thì tất cả người Mỹ có nhu cầu đều sẽ được tiêm vaccine trong năm tới. Chỉ cần một mũi tiêm đã có hiệu quả ngăn ngừa virus. Nghiên cứu mới được công bố cho thấy vaccine có thể có hiệu quả chỉ sau một mũi tiêm. Và hiện nay hầu hết các loại vaccine coronavirus tiềm năng do những hãng dược lớn phát triển đều cần tiêm 2 mũi. Chuyên gia tại Trung tâm Y tế Beth Israel, BIDMC phối hợp với gã khổng lồ dược phẩm Johnson & Johnson đã điều chế thành công loại vaccine coronavirus chỉ cần tiêm một liều. Sản phẩm được chứng minh có hiệu quả trên loài khỉ. Các nhà khoa học của BIDMC và Johnson & Johnson đã nghiên cứu 7 loại vaccine tiềm năng khác nhau và đã thí nghiệm trên 32 con khỉ và so sánh các kết quả khác với 20 con khỉ đối chứng được tiêm giả dược. Sau 6 tuần lễ thì toàn bộ các con vật đều phơi nhiễm với virus và 20 con được tiêm giả dược có nồng độ virus cao trong phổi và dịch họng hầu. Tuy nhiên, những con vật được tiêm ứng viên vaccine dường như là ngăn ngừa được nhiễm trùng. Trong 6 động vật được tiêm thì tiềm năng không có con nào bị nhiễm và có một con có dấu hiệu nhiễm trùng mũi. Vừa qua, đầu tháng 7 thì đã có khoảng 8.000 người đã tham gia tình nguyện vào một nghiên cứu vaccine của Đại học Oxford. Nếu vaccine có hiệu quả thì đó là một điều rất tốt. Tuy nhiên, nếu vaccine không đáp ứng được phòng bệnh thì những người này sẽ bị nhiễm bệnh. Một nghiên cứu thứ ba được công bố vào cuộc thử nghiệm thành công trên khỉ. Loại vaccine này được phát triển bởi Viện Y tế Quốc gia và Công ty Công nghệ Sinh học Moderna cũng có khả năng ngăn ngừa coronavirus. Điều đáng nói là lượng vaccine lớn đang được thử nghiệm lâm sàng trên thực tế trên người chứ không còn trên khỉ nữa và dấu hiệu rất tích cực và đáng mừng cho tất cả chúng ta. Santa Monica đã sửa đổi tuyên bố khẩn cấp của mình để cho phép các khoản phạt 100 đô, 250 đô hoặc là 500 đô cho những người từ chối đeo khăn che mặt khi cần thiết. Các doanh nghiệp vi phạm các giao thức y tế có thể phải đối mặt với mức phạt 500 đô la Mỹ và 700 đô la Mỹ hoặc là 1.000 đô la Mỹ. Các doanh nghiệp cũng được ủy quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào không đeo mặt nạ hoặc là không tuân thủ sự xa cách xã hội. Như là các chuyên gia y tế cộng đồng đã chia sẻ rộng rãi, chúng tôi đang trong giai đoạn với sự gia tăng đáng kể các trường hợp và nhập viện. Khẩu trang đó là điều cần thiết. Ở West Hollywood, các phó cảnh sát trưởng hạt Los Angeles sẽ bắt để ý và bắt giữ những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Các đại biểu trong thành phố sẽ đưa ra những trích dẫn cho những người không che mặt, với những người phạm tội lần đầu phải đối mặt với mức phạt 300 đô la Mỹ. Theo đại cảnh sát trưởng West Hollywood, nhà chức trách đã đưa ra thông báo như vậy. Bắt đầu trong tháng 7, chúng tôi sẽ bắt đầu phát hành trích dẫn hành chính cho những người không tuân thủ lệnh để đeo mặt nạ hoặc là mặt nạ nơi công cộng. Một tuyên bố từ nhà đài nói, lựa chọn cuối cùng của chúng tôi đó là tiến hành thực thi bằng cách là ban hành một trích dẫn hành chính, nhưng rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng đó là quá lớn. Những người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt là 250 đô la Mỹ.
và phí $50 với tổng số tiền là $300. Thống đốc Gavin Newsom đã ban hành một lệnh trên toàn tiểu bang vừa qua để mọi người phải che mặt, và trạm cảnh sát trưởng West Hollywood nói rằng họ đã giáo dục công chúng về sự cần thiết phải che mặt kể từ đó. Một số người được miễn đeo mặt theo lệnh của Newsom, miễn trừ bao gồm trẻ em từ 2 tuổi trở xuống, những người khiếm thính và những người bị tâm thần, sức khỏe tâm thần hoặc là khuyết tật phát triển ngăn ngừa việc che mặt. Thông báo được đưa ra khi tỷ lệ nhiễm coronavirus ở Cali đang tăng mạnh. Tổng thống Donald Trump cho biết là ông ủng hộ một đợt cứu trợ khác cho người Mỹ và tuyên bố là ông muốn đưa ra nhiều tiền hơn so với Đảng Dân Chủ để mà đã đề xuất. Tôi làm điều đó là tôi ủng hộ điều đó, nhưng nó phải được thực hiện theo đúng cách. Tổng thống nói khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn ở Fox Business Network ở tại Tòa Bạch Ốc. Liệu ông có ủng hộ việc cứu trợ một đợt kích thích khác hay là không? Tôi ủng hộ số tiền nhiều hơn Đảng Dân Chủ, Tổng thống Trump nói thêm. Tổng thống cũng quan tâm đến việc tiếp tục tăng cường trợ cấp thất nghiệp. Tổng thống Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện gói kích thích bổ sung rất hào phóng. Hiện tại là vẫn chưa rõ hình thức một vòng cứu trợ khác sẽ như thế nào, vì đội Capitol vẫn tranh luận về những gì nên được đưa vào gói kích thích giai đoạn thứ tư. Đảng Dân Chủ Hạ viện cũng đã thông qua gói cứu trợ được đặt tên là đạo luật HEROES. Dự luật bao gồm đợt cứu trợ thứ hai gồm là $1,200 thanh toán trực tiếp cho các cá nhân, cho phép lớn tới $6,000 mỗi gia đình và gia hạn $600 mỗi tuần lợi ích bảo hiểm thất nghiệp liên bang cho đến tháng Giêng 2021. Bảo hiểm thất nghiệp hiện đang hết hạn, và khi được yêu cầu làm rõ nếu Tổng thống muốn cứu trợ lớn hơn hoặc là trợ cấp thất nghiệp lớn hơn, Tổng thống Donald Trump trả lời rằng tôi muốn số tiền cho mọi người lớn hơn để họ có thể chi tiêu. Tôi muốn tiền đến đó nhanh chóng và không phức tạp. Vừa qua, châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới đã chậm chân hơn Mỹ trong việc đấu giá để có thể mua các lô thuốc Remdesivir trong 3 tháng tới. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng trả giá cao hơn và vượt qua tất cả các quốc gia khác để đảm bảo nguồn cung cấp y tế cần thiết cho toàn dân Hoa Kỳ. Remdesivir, loại thuốc đầu tiên được cơ quan cấp phép tại Hoa Kỳ phê duyệt để điều trị COVID, được sản xuất bởi Gilead và đã được chứng minh là giúp cho mọi người phục hồi nhanh hơn khỏi căn bệnh này. 140.000 liều đầu tiên được cung cấp cho các thử nghiệm thuốc trên toàn thế giới đã được sử dụng hết, và chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đã mua hơn là 500.000 liều, và đó là toàn bộ sản phẩm của Gilead cho tháng 7 và 90% của tháng 8 và tháng 9. Tổng thống Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận đáng kinh ngạc để bảo đảm rằng người Mỹ được tiếp cận với liệu pháp trị liệu được ủy quyền đầu tiên. Ông cho biết thư ký dịch vụ y tế và con người của Hoa Kỳ, Alex, trong phạm vi có thể chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kỳ bệnh nhân nào người Mỹ nếu cần Remdesivir đều có thể nhận được, và chính quyền Tổng thống Donald Trump đang làm mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để mà tìm hiểu thêm về phương pháp trị liệu cứu sống cho các bệnh nhân COVID-19 và giúp cho toàn dân Mỹ có khả năng an toàn tránh bệnh trong thời gian tới đây. Đây là loại thuốc được phát minh ra để mà điều trị Ebola nhưng không thành công, được cấp bằng sáng chế cho Gilead. Điều đó có nghĩa là không có công ty nào khác ở các nước phát triển có thể sản xuất được. Chi phí cho thuốc Remdesivir khoảng là $3,200 cho mỗi lần điều trị với 6 liều, theo tuyên bố của chính phủ Hoa Kỳ. Remdesivir sẽ đưa ra mọi người ra khỏi bệnh viện nhanh hơn, giảm gánh nặng cho chính phủ và có thể cải thiện khả năng sống sót. Tiến sĩ Hill nói rằng, mặc dù là điều đó chưa được chứng minh trong các thử nghiệm vì nó đã được điều trị thành công. Anh Pháp Canada đã tỏ ra không hài lòng khi Tổng thống Trump đã dành mua gần hết cho lô hàng thuốc Remdesivir. Đối với tất cả các chính phủ các nước phát triển, bao gồm cả dịch vụ y tế Ấn Độ, chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Cựu Chiến binh, Gilead sẽ tính phí là $2,340 cho điều trị kéo dài 5 ngày. Các công ty bảo hiểm của Hoa Kỳ
Ngoài Medicare và trợ cấp y tế sẽ trả thêm 33% tương đương với $3,120. Các quốc gia ở các nước đang phát triển sẽ mua thuốc với giá giảm đáng kể thông qua nhà sản xuất chung mà Gilead đã cấp phép sản xuất. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian và sự quan tâm và thảo luận đáng kể về cách tiếp cận giá của loại thuốc này, giám đốc điều hành của Gilead Daniel nói với STAT. Ở mức giá này, nó có giá trị thấp hơn đáng kể so với giá trị mà nó mang lại cho bệnh nhân và xã hội. Không có nghi ngờ gì về điều đó trong tâm trí của tôi. Ông cũng đã viết một bức thư ngỏ giải thích về quyết định của công ty. Hiệu quả của Remdesivir chống lại COVID-19 đã được thiết lập trong một nghiên cứu trên 1.063 bệnh nhân được thực hiện bởi Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia. Trong kết quả được công bố và sau đó được công bố trên tạp chí học New England, loại thuốc này đã giảm thời gian trung bình mà bệnh nhân phải hồi phục từ 15 ngày xuống còn 11 ngày với liệu trình điều trị 10 ngày. Tỷ lệ tử vong trong nhóm Remdesivir là 7,1% so với 11,9% trong số những người dùng giả dược, nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.